Huyện miền núi Tuyên Hóa là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai, địa bàn có nhiều điểm sạt lở ảnh hưởng đến khu vực dân cư, gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Để chủ động ứng phó với các tình huống, huyện đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Xã Thuận Hóa hiện có 4 địa bàn có nguy cơ sạt lở đất, trong đó có thôn Xuân Canh là thôn có nguy cơ cao nhất. Nhiều năm nay, tình trạng sạt lở đất dọc bờ sông Danh ở đây luôn nằm trong tình trạng báo động. Vấn đề này luôn là nỗi lo lắng của người dân mỗi khi mùa mưa lũ về. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chủ động đưa ra các phương án cụ thể nhằm ứng phó với thiên tai. Hàng năm thì đến bao mùa mưa lũ, ủy ban xã là xây dựng phương án để phòng chống thiên tai. Thì trong phòng chống thiên tai thì lên danh sách các cái trường hợp ở ven sông có nguy cơ sạt lở để di dời lên chứ đảm bảo an toàn cho bà con tránh lũ, tránh nguy cơ rủi ro xảy ra trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo của xã tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cái tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thì cảnh báo cho người dân để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão lũ xảy ra. Tại xã Đức Hóa, tình trạng sạt lở núi ở thôn Đồng Lâm cũng rất đáng lo ngại. Trên sườn đồi đã xuất hiện một số vết nứt và có khả năng gây ra sạt lở đất xuống nhà người dân bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các khu tái định cư để giúp các hộ dân đến nơi an toàn vẫn chưa có, trong khi mùa mưa lũ lại đang đến rất gần. Thì ở điểm đồi phong khống của thôn Đồng Lâm thì dọc sóng dọc theo núi là có 37 hộ, 98 khẩu. Thì ở đây là có cái nguy cơ là sạt lở rất là cao, cho nên là các đồng chí trong ban chỉ đạo cũng rất là quan tâm. Nên là trong phương án đề ra là khi mà có mưa lũ xảy ra thì tập trung lực lượng để di dời bà con đến điểm an toàn và để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối về người là quan trọng nhất. Cùng với nguy cơ sạt lở đất là nỗi lo về các hồ đập nước trước tình hình mưa lũ có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện đã chủ động rà soát, xây dựng các phương án di dời và vận động những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi trú an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt. Chúng tôi đã tham mưu để kiện toàn lại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của huyện để rà soát bổ sung các cái phương án phòng chống rủi ro thiên tai ở các cấp độ rủi ro thiên tai. Như chúng tôi phải rà soát lại các cái điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất, sạt lở núi, sạt lở bờ sông, rồi các cái điểm xung yếu có nguy cơ lũ quét và ngập lụt cao. Đồng thời cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác phòng chống thiên tai tại các xã và đến nay đã hoàn thành. Mùa mưa lũ đang cận kề, bên cạnh các phương án, kế hoạch của mỗi cấp ủy, chính quyền huyện Tuyên Hóa thì tự mỗi người dân cũng nên nâng cao ý thức cảnh giác, tự chủ động trong công tác phòng tránh. Có như vậy mới giảm thiểu tối đa thiệt hại mà mưa lũ có thể gây ra.